Chẳng hiểu tại sao mà bây giờ chuyện ngoại tình hay là hú hí bí mật với nhau ngoài đời cũng nhiều như là trong phim luôn ấy mọi người ạ. Bố chồng em cùng em giúp việc mới bị đuổi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Mấy người như thế là phải trị cho chừa đi mới đáng ạ. Chuyện là nhà em mới thuê được em giúp việc, cũng là gái quê nghèo, được mẹ em đưa về khi mà bà bạn nhờ tìm công việc. Mẹ chồng em tính hay thương người nên là cũng giúp đỡ nhiệt tình lắm. Nhưng mà con bé này nhìn cái mặt của nó đã không phải là cái loại ngoan ngoãn hiền lành gì rồi. Em cũng không tin tưởng tí nào. Hôm đó em giúp việc đi vào dọn dẹp phòng mẹ của em. Vừa dọn miệng vừa lẩm bẩm: "Con mụ già, bà tưởng bà đưa tôi về mà tôi thấy biết ơn hả? Cuối cùng cũng chỉ để làm ô xin cho nhà bà, phục vụ cơm bưng nước rót. Đúng là đáng ghét." Nghe đến đây là em đã thấy con bé này không ổn rồi. Nhưng không hiểu sao, mẹ em vẫn thương nên là giữ lại. Mấy tháng sau em cũng quên đi. Hôm đó em có đi làm tóc với lũ bạn, đang ngồi vui vẻ thì nhìn thấy em giúp việc đang làm móng ở phòng kế bên. Bà bố chồng em đứng bên cạnh, vẻ rất là âu yếm: "Em yêu của anh, làm gì cũng đẹp, tí thưởng cho anh nhá." U là trời, hai cái con người này đã cặp với nhau mà còn công khai như thế này ư? Đáng ghét thực sự. Em quyết tâm đi theo dõi và chụp lại mọi bức ảnh để làm bằng chứng. Lúc em về nhà, em mở ra cho em giúp việc một đường lui với lời cảnh báo: "Em gái, hình như là em không làm được chuyện tốt đẹp gì nhở? Dừng ngay chuyện làm với bố chồng chị và nghỉ việc đi." Con bé hình như không muốn hiểu thì phải. "Chị nói chuyện gì? Em không hiểu. Em vẫn đang làm tròn trách nhiệm của một người giúp việc đấy chứ. Nước sông không phạm nước giếng. Tốt nhất là chị nên im miệng đi." Em gái này cũng gan lắm. Em đâu dễ dàng thua nó như vậy. Nên là cố gắng quan sát thêm để xem cô ta có biết khó mà lui không. Ai có rẻ, cô ta hợp cùng bố chồng em vu oan cho em. Tối hôm đó, cả nhà em đang ăn cơm, em giúp việc cầm một chiếc áo của em đi đến và tỏ vẻ ái ngại: "Cậu chủ ơi, em tìm thấy cái này ở trong phòng em trai của cậu, cậu xem có được không?" Chồng em còn chưa phản ứng gì thì bố chồng em đã góp giọng liền: "À, cái loại con dâu hư hỏng chắc nết này, mày dám làm cái trò khó nhìn đấy trong nhà chồng mày à? Mày xem có được không? Tao bảo mày rồi mà Phú, cái gì nó có thể không biết, nhưng mà phải biết điều. Giờ thì mày để nó làm trò hú hí trong cái nhà này, mày thấy chưa?" Em cạn lời với vở diễn tự dưng của hai con người vô sỉ này mà từ tốn đáp lại: "Mày là người giặt quần áo mà, mày cầm áo của tao đi đâu mà chẳng được. Với cả một ngày tao còn chẳng gặp em chồng tao lấy một lần, thì ngoại tình bằng cách nào? Mà bố, tại sao bố lại vội vàng như thế ạ? Con còn chưa nói gì, bố cứ bình tĩnh đi ạ." Chồng mình lúc này mới lên tiếng: "Chuyện chẳng có gì, mọi người tốt nhất đừng có mà gây dựng với nhau. Vợ con nói đúng mà, không gặp thì tư tưởng như thế nào ạ? Kết thúc chuyện này ở đây đi." Hai người kia sượng chân liền, nhưng mà cũng không làm gì được. Tính chơi em à, đâu có dễ như thế được. Lần thứ hai, em đang đứng nói chuyện với mẹ chồng thì có vẻ như là bố chồng em chột dạ, vội vàng đi đến hất cả rổ rau đang nhặt lên người em: "Ở đâu cái loại con dâu cứ đứng nhìn mẹ chồng làm việc như vậy? Con dâu mà không biết cách làm con dâu thì đúng là vứt đi. Bà nên xem lại nó đi." Nỗi sợ có vẻ đang lớn dần rồi thì phải, nên là ông ta cứ sợ hãi không thôi. Nhân một ngày trời giúp, hai con người đang hành sự ở trong phòng, em gọi điện cho mẹ và chồng em về nhà thì có việc gấp. Hai người cũng vội vàng đi về nhà. Vừa về đến nhà, em mới mở tivi cho mọi người xem. Toàn cảnh trần trụi của hai con người kia đang được phát trực tiếp, khiến ai cũng phải xấu hổ. Chồng em không chịu được, chạy lên phòng quát lớn: "Hai người có thôi đi không? Cái chuyện xấu xa như thế này mà cũng làm ra được. Tại sao? Tại sao ông lại lừa dối mẹ tôi thêm một lần nữa như vậy? Ông có còn là con người không vậy?" Hai người kia sợ hãi đến tận 2 tiếng sau mới dám bước ra. Tôi và mẹ nắm đầu ả ô xin lăng loàn kia rồi tác động liên tục, khiến Face ID của ả nhòe nét. Bố tôi thì sợ hãi, đứng nhìn mà không dám nói một câu nào. Xử lý em giúp việc đến bay màu rồi mới đến lượt bố chồng em. Bố bị mẹ em tát cho liên tục, vong kính lão: "Cái loại già rồi mà vẫn còn thèm khát thế à? Lại còn thông đồng để hại con dâu mình. Hôm nay tôi cho ông biết thế nào là hậu quả của việc lừa dối vợ con nhá." Mẹ thì vẫn xuống tay không ngừng, chồng em thì đứng nhìn bố đầy thất vọng: "Bố là bố đó, tại sao bố có thể làm như vậy được? Thật là đáng xấu hổ." Hả hê xong đá thẳng đuôi mèo mả gà đồng này ra khỏi căn nhà của mình.
Vài tuần sau, hai bố mẹ chính thức ly hôn. Bố chồng em chẳng nhận được bất cứ đồng tiền nào, đã thế còn bị hàng xóm láng giềng nói ra nói vào, chê bai đủ đường. Cái kết của kẻ phản bội không bao giờ là tốt đẹp cả. Dù mẹ chồng em có buồn bã, có đau đớn, đau khổ, nhưng mà chứng kiến những gì chồng mình làm thì thực sự không thể nào yêu thương nổi. Tôi năm nay 28 tuổi, có một công việc ổn định, thu nhập khá và đang sinh sống tại một chung cư ở Sài Gòn. Còn bạn gái tôi 26 tuổi, cô ấy là giáo viên mầm non. Trước khi quen Liễu, bạn gái hiện tại, thì tôi cũng đã tìm hiểu người con gái khác, nhưng mà không có ai khiến tôi thấy phù hợp. Mẹ tôi là một single mom. Tôi có mong muốn khi lập gia đình sẽ đón mẹ về ở cùng, bởi bà đã có tuổi, lại không còn người thân nào khác ngoài tôi. Thế nhưng các cô con gái đều từ chối. Họ không muốn sống chung với mẹ chồng, chỉ có mình Liễu nói sẵn sàng sống chung và coi mẹ tôi như mẹ đẻ. Chính sự hứa hẹn của Liễu khiến tôi sẵn sàng đầu tư theo đuổi. Trong 2 năm yêu nhau, tôi mua cho Liễu một chiếc xe tay ga, tặng nhiều quà, món đồ giá trị như là tivi, tủ lạnh, bộ salon phòng khách để Liễu đưa về quê cho cha mẹ cô ấy dùng. Tôi biết gia đình Liễu khó khăn nên cần hỗ trợ gì tôi cũng lo đầy đủ. Gần đây tôi nói với Liễu là muốn tính chuyện trăm năm của hai đứa. Cô ấy thản nhiên nói, hoàn cảnh gia đình em thì anh cũng biết rồi đó. Nếu anh muốn cưới em thì trước hết anh phải xây nhà cho cha mẹ em. Khách hứa đến nhà, cha mẹ thấy hai bên nhà cửa khang trang mới không mất mặt. Tôi rất muốn cưới Liễu làm vợ, cho nên tôi nhanh chóng đồng ý với cô ấy. Thế nhưng khi mẹ tôi nghe tin thì bà không hài lòng. Bà bảo là loại con gái như nó chắc chắn là đào mỏ. Con dẹp đi, cưới với xin cái gì? Nó cưới con thì ở với nhà mình, chứ có phải nhà cha mẹ để nó đâu mà phải xây nhà. Tính mẹ tôi rất khó, tôi biết vậy nên là không thuyết phục mẹ mà quay sang thuyết phục Liễu. Cô ấy thấy vậy thì nói, anh không xây nhà cho cha mẹ em, anh không thương họ sao? Nếu anh không thể thương cha mẹ vợ thì đừng đòi hỏi em thương mẹ chồng. Nghe Liễu nói vậy, tôi giận dữ bảo cô ấy, em đào vừa thôi, bao nhiêu vật dụng trong nhà cha mẹ em do anh mua hết còn gì. Xe máy để em đi làm cũng là anh mua cho, anh có tiếc gì với em đâu. Còn chuyện xây nhà, chúng ta đã có căn hộ chung cư đứng tên anh rồi. Nhà cha mẹ em thì hai bác phải tự xây, sao lại bắt anh xây? Liễu nghe vậy thì bắt đầu sụt sịt. Cả đời cha mẹ em vất vả, em đi lấy chồng sẽ phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, không thể lo lắng được gì cho cha mẹ đẻ. Giờ muốn tận hiếu cũng không cho. Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng bắt đầu dao động. Rồi tôi năn nỉ mẹ đẻ, suy nghĩ cho nhà thông gia. Mẹ tôi ngẫm nghĩ rất lâu, rồi bà dịu dàng bảo, con đưa nó về nhà cho mẹ xem mặt đi. Nếu là đứa đàng hoàng, biết lo cho cha mẹ, thì mẹ cũng chẳng tiếc tiền đầu tư. Tôi hí hửng đưa Liễu về nhà ra mắt mẹ. Thực yêu nhau 2 năm, nhưng mà tôi chưa một lần nào dẫn Liễu về nhà, bởi tôi sợ hai đứa không đến được với nhau, vì mẹ tôi cũng rất là khó tính. Ngày Liễu về ra mắt là sinh nhật tôi, nên mẹ tôi muốn bày tiệc. Tuy nhiên, mẹ chỉ mua các nguyên liệu về để đó. Liễu phải sơ chế, nấu nướng hết. Tôi vào bếp, muốn phụ giúp thì mẹ tôi bảo là có vợ thì bếp núp vợ làm. Thằng đàn ông, cao to lực lưỡng, đi giúp xó bếp làm cái gì? Mẹ đã nói như vậy thì tôi chỉ còn cách là ngồi chơi nói chuyện với mẹ, không dám đặt chân vào bếp. Sau bữa ăn, mẹ bảo Liễu rửa chén. Tôi ngồi lại nghe mẹ nói chuyện. Tóm gọn lại là mẹ chê Liễu nấu món ăn gì cũng nhạt nhẽo, tay chân chậm chạp, người thì quá lùn, cưới về chỉ tổ lắm hỏng hết nếp đẹp vốn có của nhà nội tôi. Mẹ tôi nói, con muốn cưới thì mẹ cũng không cản được, nhưng mà đừng dại mà xây nhà cho cha mẹ nó. Nhìn cách nó nấu nướng, phục vụ trong bữa ăn, mẹ biết nó ăn hết tiền là chạy đi, không ăn ở lâu dài được với con đâu. Liễu nghe được câu chuyện thì cô ấy, cháu không cần nhà, chỉ mong kiếm được người con rể yêu thương gia đình vợ, cũng như cô mong có nàng dâu yêu thương gia đình chồng vậy. Cháu nghĩ về tính cách của cô thì cháu cũng không sống chung nhà với cô được đâu ạ. Cô và anh kiếm nàng dâu khác đi ạ. Mẹ tôi tức giận đến mức mặt mày đỏ gắt, quát ầm lên, chưa làm con dâu mà đã nói xấu mẹ chồng, sao con trai tôi lại ngu ngốc đâm đầu vào cô. Liễu nghe vậy thì đi thẳng ra cổng không ngoảnh đầu lại. Tôi vốn nghĩ Liễu có học thức, yêu thương tôi thì cũng sẽ yêu thương mẹ tôi và nhường nhịn bà. Không ngờ cô ấy lại dám trả treo như vậy. Từ hôm ấy tôi không còn muốn cưới Liễu nữa. Nhưng tôi tiếc thời gian yêu đương, tiếc những món quà tôi mua cho gia đình cô ấy. Tôi có nên yêu cầu cô ấy trả lại tất cả không? Với tôi, những thứ tôi mua
đều có giá trị rất lớn. Chào mọi người, mình là Thảo. Khoảng nhiều năm trước, cái hồi mình còn học ở trường đại học, mình có quen Hưng. Chúng mình biết tới nhau qua mạng xã hội. Hưng sống ở Hà Nội, là con trai trưởng của một gia đình sống ở phố cổ. Chúng mình nói chuyện rất hợp và yêu nhau lúc nào không hay. Hưng có vào Nha Trang thăm mình một lần. Mình ngây thơ, hiến dâng cho anh tất cả. 2 năm sau, Hưng đề nghị mình chuyển công tác ra Bắc mới làm đám cưới. Hưng không thể vào trong này vì phải ở gần để phụng dưỡng bố mẹ. Mặt khác, công việc của anh ngoài đó đang phát triển rất thuận lợi. Mình là con một nên là rất đắn đo, quyết định từ chối và rồi cả hai dừng lại. Một thời gian sau, anh cưới vợ. Vợ anh cũng là người Hà Nội. Hai người quen biết đã hơn 5 năm, nghĩa là trước khi gặp mình, chúng mình vẫn lén lút liên lạc qua lại với nhau mỗi khi anh đi làm hay là đi công tác. Anh và mình thường có thói quen viết thư bằng email cho nhau. Thời gian đó, bọn mình vẫn nói lời yêu thương cho đến khi mình đi lấy chồng. Chúng mình có gia đình riêng nhưng luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Thỉnh thoảng anh vào Nam công tác vẫn gặp mình và không ít lần đi quá giới hạn. Cách đây hơn 1 năm, trong những bức thư gửi cho mình, anh luôn đòi cắt đứt hoàn toàn để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Nhưng lần nào mình cũng không đồng ý và cố gắng níu kéo. Mình hỏi Hưng rằng anh có yêu vợ không? Anh trả lời là có, nhưng tình yêu dành cho vợ không thể đem so sánh với em được. Mối quan hệ kéo dài hơn 7 năm thì vợ anh phát hiện. Chị có điện cho mình để hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng mình nói dối, chỉ xem anh là bạn và rất ngưỡng mộ tài năng kinh nghiệm làm việc của anh. Không biết có phải mình diễn tốt hay là chị ấy ngây thơ cũng tin là thật, nên thi thoảng còn gọi điện nhắn tin hỏi thăm mình. Nhưng thực ra mình vốn không hề biết chị đã bắt được những email mình viết cho anh. Chị không làm dùm beng hay là mắng chửi mình, mà chỉ nói một câu ngắn gọn: chị sẽ đưa em về đúng vị trí của mình. Từ ngày đó, mình sống trong sợ hãi, không biết chị sẽ làm gì. Mình tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, như bị đánh ghen tơi tả, bị chửi bới bêu xấu như mọi người đều làm trên mạng. Bao nhiêu email lúc anh đề nghị dừng lại, mình không đồng ý đều được chị ta in ra, gửi cho chồng và mẹ chồng mình. Không biết làm cách nào, chị biết cách xác định địa chỉ cơ quan làm việc của chồng mình và nơi ở của gia đình chồng. Gia đình mình trở nên điêu đứng trước những chứng cứ ngoại tình đó. Tuy nhiên, ở nhà chồng mình vẫn là cô con dâu hiếu thuận, nên gia đình chồng vẫn nghĩ ai đó đang cố tình chơi xấu khi mình một mực không thừa nhận. Chưa dừng lại ở đó, chị còn nhắn tin dặn dò nếu mình có liên lạc với anh, chị sẽ đưa mọi chuyện lên mạng xã hội cho mọi người biết. Lời đe dọa đó khiến mình mất ăn mất ngủ, bởi hiện tại mình đang làm trưởng phòng của một công ty lớn và nằm trong diện đề bạt lên phó giám đốc. Nếu mọi chuyện vỡ lở thì sự nghiệp của mình sẽ tan tành theo. Mình xin chị ta tha cho mình thì chị ta đồng ý để yên, với điều kiện trả cho chị ta 500 triệu. Tới lúc này, chồng mình cũng không còn tin tưởng mình như trước nữa. Anh thường xuyên kiểm tra điện thoại và tài khoản cá nhân khác của mình. Mình còn không dám liên lạc với Hưng nữa. Thực sự, mình rất sợ gia đình mình tan vỡ bởi rất yêu chồng và 2 con gái của mình. Chỉ vì ham vui vẻ mà để mất cả tiền, nguy cơ mất cả sự nghiệp và gia đình. Nếu như mình đưa tiền cho cô ta, thì cô ta có tha cho mình không? Mình phải làm sao đây? Chào mọi người, mình là Ngọc. Mình và chồng mình đã lấy nhau mấy năm, nhưng mà mãi đến giờ mới cày được một căn chung cư nhỏ. Các cụ nói cấm có sai, an cư thì mới lạc nghiệp. Từ khi có nhà, dù phải trả nợ ngân hàng mỗi tháng cả chục triệu, nhưng mà mình vẫn sung sướng lắm. Có ngôi nhà riêng của mình tha hồ bày biện trang trí. Từ khi chuyển qua nhà mới, mình cũng dần làm quen với những người hàng xóm bên cạnh. Hai bên nhà mình, hàng xóm đi làm tối ngày nên là ít tiếp xúc. Cách nhà 2 căn là gia đình của Liên. Chồng Liên đi làm ở nước ngoài, nhà có mỗi 2 mẹ con. Liên khá cởi mở, thân thiện. Con gái cô ấy bằng tuổi con trai út của mình, nên là bỉm sữa cũng có dịp trò chuyện, thăm hỏi với nhau nhiều hơn. Nói chuyện được một thời gian, mình càng quý Liên. Nhà Liên có gì thì cô ấy cũng sai con gái mang sang cho 2 bác. Nhà mình thì cũng thế. Nếu mà bận công chuyện đột xuất thì trông con dùm. Chuyện thiếu cái nọ hụt cái kia, nói chung là chẳng nề hà cái gì cả. Liên duyên dáng, sống tình cảm và khéo léo là những gì mình nhìn nhận về cô ấy. Chồng mình thì không để ý. Thời gian đầu cũng gật gù về hàng xóm khi nghe mình khen. Thời gian sau thì chẳng thèm ậm ừ một câu. Thậm chí gần đây anh còn tỏ ra cáu kỉnh khi mình nhắc tới Liên. Nhất là lúc mình bận mà nhờ ông ấy mang đồ này đồ kia sang nhà Liên. Chắc hẳn chồng mình đi làm về bận rộn, có nhiều áp lực nên là mệt mỏi, về nhà cũng chỉ muốn nghỉ ngơi.
Mình cũng chẳng để tâm đến chuyện đó lắm. Thêm một vài lần, Liên gọi sang nhờ vài việc cần bàn tay của người đàn ông, như sửa ống nước, bóng đèn, bóng đinh hay là bê tủ, thì chồng mình cau mày trả lời điện thoại: "Anh đang bận rồi, em gọi ai đó giúp đi." Rồi buông máy, vất chân lên xem tivi tiếp. Mình thấy hơi lạ nên là hỏi: "Sao anh được hàng xóm nhờ mà lại thờ ơ thế? Vậy em muốn anh phải làm sao?" "Em biết là anh đi làm về cũng mệt, nhưng mà Liên nó sống tốt với nhà ta, mình giúp vài chuyện nhỏ xíu thì có làm sao đâu." Đột nhiên nói tới vậy thì chồng mình tủm tỉm cười, cốc nhẹ mình một cái: "Có sao đâu ấy hả? Em nghĩ vậy thật hả? Thật là ngốc. Anh làm vậy là đang giữ chồng cho em đó. Đàn bà vắng chồng toàn kiếm cớ khơi khơi, mà em thì vô tư quá đấy." Mình ngỡ ngàng nhìn chồng. U là trời, chồng mình đó hả mọi người? Chồng mình điềm đạm, ảnh không bao giờ suy diễn hay là đặt điều với ai, nên là chuyện này hẳn có lý do gì đó. Quả nhiên như chồng nói, trước mặt mình và bọn trẻ, Liên giả bộ như thế thôi. Riêng với anh, Liên nhắn tin à ư đủ kiểu. Những lần trước nhờ vả, cứ chồng mình sang là cô ấy kiếm cớ cái gì đó để lả lơi một chút, mắt lúng liếng một chút. Có lần qua sửa ống nước trong nhà tắm, cô ấy còn mặc mấy đồ ngủ ren giả bộ trượt chân ngã nhà vào người chồng mình. Nghe chồng mình kể bằng một giọng bình thản pha chút khinh bỉ, mình chồm lên với bản năng của một người phụ nữ: "Trời ơi, rồi anh sao nữa? Anh có sao đã không kể lại với em như thế này? Chỉ có điều nhiều lần anh từ chối không giúp cô ấy mà em không hiểu. Vợ gì mà vô tư quá trời, cứ để chồng về phía đàn bà vắng chồng là sao? Em không còn yêu anh nữa nên bán anh cho hàng xóm phải không?" Chồng mình đổi giọng hờn dỗi làm mình bật cười. Phải rồi, sao mà mình lại vô tư và hồn nhiên thái quá như thế nhỉ? Vô tư hay tâm lý mừng vui với căn nhà mới, mong muốn chan hòa với hàng xóm mà mình quên mất. Cũng may chồng mình không phải là người đàn ông dễ sa đọa. Anh nói: "Anh không muốn nhà mình tanh bành vì những trò vớ vẩn đó. Em để ý hơn chút đi, không phải ai cũng tốt vô cớ với mình vậy đâu. Lúc không có anh ở đây, ai lừa vợ anh nữa thì sao?" Chồng chốt một câu làm mình lại bần thần cả ngày. Thật may là nhà chỉ có một người ngây thơ là mình, không thì toang toác rồi mọi người ạ. Cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà em người yêu muốn kết thúc chuyện tình cảm của chúng ta mà không muốn nói với mình như vậy. Nhìn em vui vẻ bên người khác mà mình đau đớn quá mọi người ơi. Chúng mình yêu nhau được hơn một năm rồi, Quỳnh là người chủ động theo đuổi mình nha. Mình vẫn còn nhớ cái ngày mà em ấy lẻo đẻo theo mình mỗi giờ học để cùng mình ra sân bóng đá của trường. Mỗi dịp kỷ niệm hay chỉ cần là em thích là em đều tặng quà hoặc là rủ mình đi ăn để em nói chuyện vui vẻ. Lúc mới yêu, em dễ thương vô cùng, cứ quấn lấy mình như con mèo vậy đó mọi người. Em ấy không chút ngại ngùng khi mà thể hiện tình yêu với mình nơi đông người. Mỗi ngày trên story của em á, đều up một bức ảnh xinh xẻo của hai bọn mình kèm dòng caption kiểu: "Em yêu anh không gì sánh nổi." Mình cảm thấy mấy chuyện đó thật là trẻ con, nhưng mà chưa bao giờ mình nghĩ là mình từ chối em ấy điều gì cả. Suốt khoảng thời gian yêu Quỳnh, mình như là được trẻ lại vậy đó. Mình cùng em tham gia những thử thách quán ăn, rồi cùng đi mọi nơi review trên Top Top. Khoảng thời gian đó thú vị lắm mọi người. Sau đó thì mình phải đi làm việc ở trong Nam 2 tháng, cho nên chúng mình yêu xa. Mình với Quỳnh thì vẫn nói chuyện điện thoại hàng ngày, lời yêu vẫn được em nói ra. Đợt đó, để tạo bất ngờ cho em, mình quyết định là bay ra Hà Nội đón sinh nhật cùng em. Mình không cho em biết chuyện, cho nên em cũng rất là ngây thơ, vẫn tin là mình ở trong Nam mà nhắn tin chúc mừng ngày mới này nọ. Rồi hôm đó thì mình đứng dưới chung cư nhà em nhắn một tin mạo danh: "Alo, xuống dưới nhà đi, sẽ có bất ngờ." Mình hí hửng cầm bó hoa trên tay đợi em đi xuống. Lúc em vừa xuất hiện thì em ấy đã chạy nhanh và lao vào ôm một chú trung niên. Nhìn em có vẻ rất là bất ngờ và hạnh phúc nha. Em đón nhận bó hoa của ông chú đó trong sự thích thú và còn thơm một cái vào má nữa. Sau đó thì nắm tay ông ta bước lên xe ô tô. Lúc này mình như chết lặng luôn. Hóa ra trước giờ em vẫn lừa dối mình để đến với một người đàn ông khác giàu có hơn, nhiều tiền hơn và du cấp cho em một cuộc sống xa hoa. Mình đã đứng khóc ở đó cả một ngày trời mọi người và ngồi tại quán cà phê gần đó đợi em và nói lời chia tay. Đến khoảng 9 giờ tối nha, em về nhà một mình nhưng mà bỗng có tiếng gọi: "Quỳnh ơi, chúc mừng sinh nhật em yêu của anh nhé, nhớ em quá đi thôi." Trời, gì vậy, là ai nữa? Mình thực sự không chịu nổi nữa rồi mọi người ơi, một người là quá đủ rồi, tại sao lại thêm một người nữa? Anh trai này cũng kiểu bảnh bao, giàu có và rất là quan tâm em ấy. Hai người đang cùng nhau lên nhà thì mình chạy vội ra, đứng trước mặt em và nói: "Quỳnh, tại sao em làm vậy với anh? Tại sao em lại quen nhiều người như vậy khi đang ở trong mối quan hệ với anh hả? Anh không nghĩ là em lại như vậy đâu. Anh đã muốn làm em bất ngờ, nhưng mà chính anh mới bất ngờ khi mình bị cắm sừng đây nè. Anh xin lỗi vì đã không làm em đủ hạnh phúc như những anh trai giàu có này."
À còn nữa, anh lại, anh có biết anh đang là người phá hoại tình yêu của người khác không? Là đàn ông thì làm cái trò bẩn thỉu như thế này hả gì? Hay là anh cũng có vợ con rồi và muốn lừa người yêu tôi làm bí mật của anh hả? Rồi anh kia nhìn em một lúc rồi cười khỉnh. Đúng rồi, tôi là người đã có vợ, mà cậu có phải là người bỏ rơi em 2 tháng trời đó hả? Em gái tôi ngày nào cũng bảo là buồn vì xa người yêu, chính cậu làm nó buồn, đúng không? Không hiểu sao lúc đó tay mình như bị ù á mọi người, chưa nghe rõ đã lao vào đấm một cái vào mặt anh ta. Có vợ rồi còn dụ dỗ con gái nhà lành hả gì? Em gái anh ngày nào cũng nhắc cái gì cơ? Em gái anh, sao gọi là em gái anh? Mình giật mình, mặt hướng về phía Quỳnh chờ lời giải thích. Lúc này á, Quỳnh vội vàng. Ủa anh làm gì vậy? Anh trai em đấy, cho anh ấy đi. Ủa gì vậy? Anh trai, em gái làm sao vậy? Sao lại là anh trai? Làm gì có anh trai nào mà lại ôm em gái mình vậy? Mà từ trước tới giờ đâu có thấy Quỳnh nhắc gì anh trai đâu trời. Mình vẫn cố cãi luôn. Giờ này mà em còn nói dối được hay gì? Còn lấy cái mác anh trai để mà lừa anh nữa hả? Mình chưa kịp nói thêm lời nào mà mặt méo đi, rồi bị anh trai Quỳnh kéo sền sệt lên nhà hỏi thăm. Cả buổi tối hôm đấy, mình đứng đau cả chân mà vẫn vô cùng thắc mắc là tại sao có thể nhầm được vừa xấu hổ vừa tự trách bản thân lại nhanh hơn não. Đêm hôm đó, mình ngủ lại nhà Quỳnh cùng với anh trai em ấy. Sáng hôm sau, mình dậy thì thấy anh trai Quỳnh đang nấu cơm trong bếp. Mình liền chạy qua phòng Quỳnh hỏi vội. Thế người đàn ông lớn tuổi sáng qua là ai? Anh còn chụp lại ảnh em ôm hôn với ông ấy đó nha. Quỳnh nhìn tấm ảnh rồi bất lực. Trời ơi, đừng bảo anh lại nghi ngờ nữa đó nha. Vừa dứt lời thì nghe tiếng mở cửa. Con gái của bố, nay được anh trai nấu ăn cho cơ đấy, nhất em gái nha. À, bố nghe nói hôm qua là anh trai con bị ăn đấm, ai mà to gan vậy? Trời ơi trời, mình nghe mình rén liền mọi người, vội cùng với em đi ra để mà chào hỏi bác trai, thì lại ngẩn người bác hai luôn. Người đàn ông trung niên kia là bố của Quỳnh. Trời đất ơi, mình không biết là phải chui vô đâu nữa mọi người. Rồi tiếp tục một pha tra hỏi đến từ vị trí bố của người yêu. Mới sáng ra em bị cho đứng thêm một tiếng nữa mới được ăn sáng. Thật là không tin nổi luôn, mình mới ghen với anh vợ và bố vợ tương lai đó mọi người. Đâu ai có biết là hai người đàn ông nhà em, chứ giờ em phải ăn sáng cùng họ, em phải làm gì để thoát khỏi tình cảm ngượng ngùng này đây, mọi người ơi. Trời ơi, yêu người học sư phạm vui lắm mọi người. Em lần đầu có người yêu và cũng là lần đầu gặp con gái sư phạm luôn. Em người yêu của em đáng yêu xỉu luôn mọi người. Hồi mới yêu nhau là khi em học năm tư đại học, em vẫn giữ cho mình những tư tưởng cho rằng mấy bạn học sư phạm thường sẽ hiền thục, dịu dàng và cách cư xử mang tính truyền thống chút ha. Thế nhưng mà bạn gái em lạ lắm mọi người, em ấy thuộc tiếp người cá tính, nhanh nhạy, hầu như tất cả những điều sinh viên nên trải nghiệm thì em ấy cũng làm hết. Đi ăn, đi chơi, làm những điều mới mẻ. Đấy, em bảo rằng làm vậy thì để lấy tư liệu mai kia về dạy học còn có chuyện để kể cho học sinh nghe chứ. Đó là khi làm sinh viên thôi nha. Còn khi em đi thực tập thì cũng báo lắm đó mọi người. Em là giáo viên cấp 2 nhưng mà trẻ con nó cũng ngang các em học sinh đó nha. Em nhớ hôm đó em xuống chỗ em ấy thực tập để mà thăm và đưa chút đồ ăn ngon. Em xách về cho em một túi xoài. Em hỏi ở đâu thì em vui vẻ trả lời. À, em được mấy em học sinh rủ đi hái, em cũng vui vẻ hái lượm các kiểu. Ai có ngờ là chúng nó rủ em đi trộm đâu. Bị đuổi quá trời luôn anh ơi. Nhưng mà tụi em cũng đã vào lại nhà đấy xin lỗi rồi ạ. Đó, 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 mọi người, đủ báo cho mọi người. Giáo viên, nhưng mà đi ăn trộm cùng các em mới dở chứ. Chưa kể nha, đến mùa cấy lúa, em cũng mạnh dạn xin phép được đi cấy cùng. Nhưng mà khổ lắm, người em có phải con nhà nông đâu. Nên cứ đâm cây nào xuống là phụ huynh lại phải theo để mà cấy lại. Rõ khổ chưa? Sau kỳ thực tập thì đến nay em người yêu của em cũng đã đi dạy tại một trường trung học cơ sở. Sắp hết kỳ nghỉ hè rồi cho nên em ấy buồn lắm. Ngày nào ngồi sắp xếp sách vở, giáo án cũng nũng nịu chứ. Anh ơi, em chưa muốn đến trường, sao kỳ nghỉ ngắn thế nhờ? Em muốn nghỉ hè tiếp cơ. Trời 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 trời, em là giáo viên đó mọi người, mà cứ như là học sinh đòi bố mẹ nghỉ học tiếp vậy đó. Thôi thì ok, chiều em người yêu cũng an ủi theo. Thôi, em là giáo viên mà, phải làm gương cho các em học sinh đúng chưa? Anh hứa là hôm nào anh rảnh, anh sẽ đi đón em đầy đủ, ok chưa? Anh hứa rồi đó nha, anh mà thất hứa thì mỗi ngày một cốc trà sữa kèm bịch bánh tráng nha. Em bảo là trẻ con có sai đâu mọi người thấy không? Rồi có hôm á, em được về sớm, cho nên cũng phi vội qua trường của em để đón em ấy tan làm. Em đứng ngoài cổng cùng với các phụ huynh và chờ đợi. Một anh tiến đến nói chuyện. Chú đợi em gái hay là em trai đi học về đây? Em vẫn hồn nhiên trả lời. À dạ, em đang đợi người yêu tan học anh ơi. Ú là trời, mình quên bén mất đây là trường cấp 2. Đang định giải thích thì hàng ngàn ánh mắt đổ về phía mình với sự phán xét tột cùng. Mấy bé vừa ra khỏi cổng cũng xúm lại. Ủa, người chú ở trường cháu hả? Sao chú lại yêu người nhỏ tuổi được vậy ạ? Nếu mà như thế thì bị cho bốc lịch đó chú.
Các phụ huynh nhìn em chằm chằm mọi người và muốn nghe một câu giải thích từ miệng em mọi người. Lúc này thực sự em bối rối quá trời luôn, miệng lắp bắp rồi nở nụ cười công nghiệp. Đang không biết phải trả lời sao cho phải phép thì em người yêu của em như vị cứu tinh bước ra. Anh hả? Trời, sao này tới sớm vậy? Được nghỉ sớm hả? Vậy nhanh thôi, em đói quá rồi nè. Em tưởng là mọi chuyện đã được giải quyết khi người yêu em bước ra chứ. Nhưng mà không mọi người. Nhìn người yêu em vẫn nhỏ nhỏ, mặt lại non trẻ, cho nên các phụ huynh tiến tới. Trời, sao còn lại yêu mấy đứa mười mấy tuổi vậy trời? Dám dụ trẻ con hay gì? Anh chị ơi, bắt thằng này đem lên phường thôi, chứ không để cho nó yên dụ dỗ trẻ con như đương nhăn nhít được đâu. Trời trời trời, mọi người bắt đầu túm vào giữ chặt tay em khiến người yêu em luống cuống. Anh chị ơi, nghe em giải thích cái đã. Em là giáo viên của trường này mà, em phải học sinh đâu ạ. Đây, dấu em của em vẫn còn cầm trên tay nè mọi người. Mọi người vẫn không tin, mình nhất quyết rằng á, biết đâu cháu cầm giúp cô giáo thì sao, cháu không phải sợ thằng này, cô chú giúp cháu cho nha. Rồi, đồng loạt âm thanh. Đúng rồi, cứ đưa lên phường đi rồi tính tiếp. Người yêu em liền hoảng quá, hét lên. Không phải thiệt mà, căn cứ của em đây nè mọi người, nhìn đi mọi người. Tất cả mọi người dúi vào những cái thẻ của người yêu em, yên lặng một hồi rồi cười sững chân. nhìn trẻ quá đâu ai ngờ đâu. Xin lỗi em trai nha, có người yêu là giáo viên thì nói sớm đi, chứ để mọi người hiểu lầm vậy bé. Trời ơi, mình giải thích rồi mà, có ai nghe đâu ạ. Rồi cuối cùng thì đám đông cũng giải tán hoàn toàn. Trên đường về, vừa đi vừa kể lại chuyện xảy ra lúc nãy mà hai đứa cười tao nói nắc nẻ luôn. Tự nhiên bị dọa đưa lên phường cũng hơi rén mọi người ha. Em lại phải suy nghĩ xem có nên đi đón người yêu thêm lần nào nữa không, chứ mọi người cứ nhìn thế này lại tưởng em là thằng dụ dỗ trẻ vị thành niên đồ đó. Đấy, có người yêu là giáo viên cũng vui lắm mọi người, chỉ là lâu lâu chơi trò mạo hiểm chút thôi, chứ người yêu của em đáng yêu khỏi phải bàn luôn ạ. Ở đây không có cơm chó cẩu lương cái gì hết. Ở đây chỉ có lời kêu cứu và tâm sự trải lòng rất buồn của cô bé sắp hói đầu là em thôi. SOS, ra tín hiệu cầu cứu mọi người. Chào mọi người, em xin thân mến gửi nhiều tình yêu mến yêu đến mọi người. Năm em 24 tuổi, ở độ tuổi rất tươi trẻ yêu đời. Em nhận thấy mình là một đứa có ngoại hình, cũng xinh xắn mặc dù hiện tại đang độc thân. Không biết có chị em nào như em không, chứ em là một đứa rụng tóc rất rất nhiều. Trời ơi, đâu có lắm tóc, có dày sụ đâu mà suốt ngày tóc cứ rơi rụng như lá mùa thu vậy. Mỗi sáng thức dậy, make up mặc quần áo xinh xắn để đi làm. Đến cái bước cuối cùng là lấy cái lược trải vài đường lên trên đầu thôi mà nhìn trầm cảm luôn. Không trải thì tóc rối xù lên, mà trải thì rụng tóc, rất là buồn. Nhưng buồn nhất phải là lúc gội đầu cơ các chị em ạ. Em đổi loại nhiều dầu gội lắm. Em ơi, phải nói là mỗi lần gội đầu là em sang chấn tâm lý lắm luôn ấy. Gội vài lượt là tóc rụng siêu siêu nhiều luôn. Gội xong là phải thu được một đống tóc siêu to. Những lúc như vậy, em cầm đống tóc rụng lên rồi nghĩ, đến tóc của mình mà còn không giữ nổi thì làm sao mà giữ được trái tim của người con trai đây. Ngày tháng trôi qua, mỗi lần gội đầu như vậy, tóc em dần mỏng đi nhiều. Và em có linh cảm, em tuy 24 tuổi nhưng sắp như bác 42 vậy. Hoặc em có thể sắp giống mấy ông, với một vầng trắng cao, cùng một cái đầu bị hói rồi mọi người ơi. Mẹ em thi thoảng có lên phòng em, nói thật em cũng có chút hơi lười, bừa bộn nên là em thấy phòng em ngứa mắt nên cũng dọn chút. Lần nào mẹ em cũng đều kêu la, phòng suốt ngày toàn tóc, tóc đâu mà rụng đầy nhà thế hả con kia? Tóc từ trên gối, trên giường, xuống tận dưới sàn nhà như thế này. Em mới bảo, con bị rụng tóc nhiều quá mẹ. Phòng con quét hôm qua bao nhiêu tóc mà hôm nay lại thêm một đống rồi. Chết thôi, con sắp bị hói đầu rồi mẹ ạ. Nghĩ khổ lắm mọi người ơi. Nhưng nó chưa là gì hết. Tóc đã ít rồi em còn bị Covid ghé thăm nữa. Không biết có ai bị nhiễm Covid mà giống em không. Em bị Covid, em rụng tóc nhiều còn hơn cả bình thường luôn đấy. Tóc thì chẳng có mấy đâu, đã rụng nay còn rụng nhiều hơn. Nên đợt đấy em stress lắm. Nhìn tóc ngày một mỏng hơn, dấu hiệu hói đầu ngày càng đến gần. Em đi cắt tóc, mấy anh thợ làm tóc cũng bảo, tóc em mỏng thế nhở, nó yếu lắm đấy. Nghe chết trong lòng, đau trong tim luôn. Em cũng tìm hiểu, dùng dầu gội từ thảo dược đến gội collagen rồi vẫn rụng. Có đợt em cũng xem review trên TikTok cặp dầu gội xả, giới thiệu nghe có vẻ uy tín, ngăn ngừa rụng tóc nên cũng đặt niềm tin rồi hào hứng mua. Nhưng mà má ơi, hốt hoảng luôn, ngăn ngừa rụng, không thấy đâu, mà chỉ thấy tóc em rụng còn ối rồi hơn nữa. Em sợ quá, em cho nó vào một góc không dùng nữa luôn.
Hu hu, không biết có chị em nào như em không? Cứu cái đầu, cứu cái mái tóc em với. Chứ không, em sắp chọc đầu tới nơi rồi các chị em ơi.